A 호텔이 어디에 있는지 아세요? Anh có biết khách sạn A ở đâu không ạ? À? 그럼요. Tất nhiên rồi. 호텔은 백화점 옆에 있어요. khách sạn c tâm t h ư 백화점은 어디에 있나요? tâm thương 여기 사람이 아니신가 봐요. có lẽ anh không phải là người ở đây. 네, 저는 여행자입니다. vâng, tôi là khách du lịch 그렇군요. Thì ra là vậy. 우선 이 길을 따라 쭉 가세요. Trước tiên anh đi dọc theo con đường này. 그 다음에 공원 앞으로 가세요. Sau đó anh đi lên trước c ô 호텔은 거기에 있어요. k h á c Anh có biết khách sạn A ở đâu không ạ? À? Tất nhiên rồi. Khách sạn ở cạnh trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại ở đâu ạ? À? Có lẽ anh không phải là người ở đây. Vâng, tôi là khách du lịch. Thì ra là vậy. Trước tiên, anh đi dọc theo con đường này. Sau đó, anh đi lên trước công viên. Khách sạn ở đó. Huy, đi xe gần phía ở đây Huy, bút chì màu của em ở đâu? Để bằng anh ấy sợ. Ở trong phòng của em. Chắc sang ủy ấy Em để ở trên 만못 찾겠어. 치, 컴퓨터 옆에 있어. 독서등 앞에. Nó ở cạnh máy tính trước đèn học à, 여기 있구나 찾았어 아 à, đây rồi chị tìm thấy rồi đi pen ở đâu bút mực của em ở đâu? Chất xăng 아래에 있는 서랍장에 있어. Nó ở trong ngăn kéo ở dưới bàn học. đây rồi cảm ơn em huy bút chì màu của em ở đâu ở trong phòng của em em để ở trên bàn chị không tìm thấy. Nó ở cạnh máy tính, trước đèn học. À, đây rồi, chị tìm thấy rồi. Bút mực của em ở đâu? Nó ở trong ngăn kéo ở dưới bàn học. Đây rồi. Cảm ơn em.